Xét xử chùm đa cấp liên kết Việt, thu nhập khủng vẫn kêu oan. Các lãnh đạo, cán bộ công ty cổ phần liên kết Việt có thu nhập khủng tiền tỷ nhưng vẫn kêu oan trước tòa. Ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 7 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần liên kết Việt. Đây là công ty hoạt động dưới hình thức đa cấp, giả mạo là công ty con của Bộ Quốc phòng. Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1970, ở Hải Dương, phó giám đốc công ty cổ phần liên kết Việt khai mình là người đầu tiên mua sản phẩm của công ty và sau đó được Lê Xuân Giang, chủ tịch liên kết Việt mời về làm. Nguyễn Thị Thủy được xác định là người cầm đầu nhóm phát triển mô hình kinh doanh đa cấp của công ty từ tháng 4 năm 2014 đến cuối 2015. Tuy nhiên, bị cáo này phủ nhận cáo buộc, nói chỉ có nhiệm vụ trả lời khách hàng về sản phẩm, chính sách trả thưởng và không giữ chức vụ gì. Thế nhưng, theo cáo trạng, với mỗi khách đăng ký mã hàng 7 triệu đồng, Thủy được trích hưởng hoa hồng 90.000 đồng. Trong 17 tháng, Nguyễn Thị Thủy được hưởng hoa hồng và các loại tiền thưởng khác khoảng 38 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng được nhận 2,2 tỷ đồng. Khi chủ tọa chất vấn về mức lợi nhuận khủng, Thủy nói không rõ và cho rằng chỉ nhận theo chính sách của công ty. Các thành viên còn lại trong ekip gồm Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường, Lê Thanh Sơn và Trịnh Xuân Sáng đều xác nhận được Nguyễn Thị Thủy rủ về liên kết Việt làm việc giữa năm 2014 và Thủy là trưởng nhóm, chỉ đạo toàn bộ ekip. Bị cáo Vũ Thị Hồng Dung là thành viên nhóm phát triển thị trường của liên kết Việt. Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015, bị cáo Dung thường xuyên có những bài giảng để thu hút khách hàng trên toàn quốc tham gia đường dây. Hơn một năm giảng dạy cho liên kết Việt, bị cáo Dung thu về 4 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Dung cho biết mình là người có nghiệp vụ sư phạm, đã từng đi nhiều nước để học kỹ năng mềm. Bị cáo tin tưởng Lê Xuân Giang và nghĩ công ty được cấp phép, hoạt động đúng pháp luật, không biết công ty lừa đảo. Bị cáo tham gia giảng dạy cho mọi người thêm tin yêu vào cuộc sống mà không hề biết mình phạm vào hành vi lừa đảo cho đến khi bị bắt. Trong khi đó, bị cáo Trịnh Xuân Sáng bị cáo buộc chiếm đoạt 17 tỷ đồng trong 16 tháng. Sáng khai có trách nhiệm giám sát quản lý hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của Liên kết Việt, xây dựng phần mềm trả thưởng. Được hưởng lợi 17 tỷ đồng, Trịnh Xuân Sáng đáp không rõ tại sao. Bị cáo Nguyễn Xuân Trường khai là người xây dựng nội dung và thuyết trình về phương pháp kinh doanh, chế độ hoa hồng của Liên kết Việt với các bị hại mỗi tuần khoảng 3 buổi, mỗi buổi có quy mô 1.000 đến 2.000 người đến tham dự. Bị cáo này chịu cáo buộc đã hưởng lợi 4 tỷ đồng trong 13 tháng. Tuy vậy, Trường phủ nhận việc thuyết trình sai lệch về công ty và chính sách trả thưởng. Theo hồ sơ, các bị hại đều cho biết họ được Trường hứa hẹn nộp 7 triệu đồng sẽ nhận lại 204 triệu đồng, hoặc nếu đóng 1,3 tỷ đồng sẽ thu về 450 tỷ đồng. Khai trước tòa, Lê Xuân Giang thừa nhận việc sử dụng quân phục và quân hàm dường trong các sự kiện thu hút khách hàng của Liên kết Việt và công ty Bộ Quốc phòng, công ty giả danh là trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đáng nói hơn, Giang luôn sử dụng trang phục quân đội trong các video clip để tuyên truyền, lôi kéo bị hại, nhất là trong các sự kiện như Đại hội Hoa Hồng, trao bằng khen của Thủ tướng, bằng khen giả, hội nghị khách hàng,